Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng với bếp nha. Hôm nay Weekend Food sẽ giới thiệu tới cả nhà món bánh rất là quen thuộc ở Việt Nam, đó là món bánh su que, bánh su kem các bạn nha. Đó, bánh giòn giòn mềm mềm bên trong, ăn vào là cái nhân su kem trứng gà bé béo, rất tuyệt vời cả nhà nha. Nào chúng ta cùng vào bếp nào. Về nguyên liệu chúng ta sẽ có là 3 quả trứng gà loại khoảng tầm 60 gram các bạn nha. Đó. Rồi 100 gram bơ các bạn nha. Rồi cùng với 220 ml nước. Rồi đó chúng ta sẽ có là 130 gram bột mì các bạn nha. Bột số 11, số 13 các bạn, số 13 sẽ càng tốt nữa. Rồi khoảng nửa gram muối các bạn nha. Ok. Rồi bắt đầu mình sẽ chuẩn bị một cái nồi các bạn, nồi chảo đó. Mình sẽ cho nước vào và mình sẽ nấu cái nước này sôi lên. Tiếp theo mình sẽ cho bơ vào các bạn nha. Đó, bơ vào mình sẽ đánh để khi nào bơ tan hoàn toàn mình sẽ cho cái bột mì vào mình đánh đều. Sau đó mình sẽ để nguội hỗn hợp này. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái trứng gà thành trứng vào mình đánh đều là xong cái phần vỏ các bạn nha. Đó. Ok, mình sẽ chờ hỗn hợp bơ tan hoàn toàn và hỗn hợp nó sôi lại mình sẽ cho cái phần bột mì vào các bạn nha. Đó. Mình sẽ đánh đều lên. Đó, cho hỗn hợp mình nó quyện vào nha các bạn nha. Đó, nó sạch lại mình sẽ lấy nguội các bạn nha. Đó. Thì cái nguyên lý của cái bánh su kem này là kiểu như là nó sẽ trứng gà sẽ làm cho cái vỏ bánh nở ra và cái bơ sẽ tan ra. Đó là hiện tượng là hai cái trong một các bạn, nó vừa làm bơ tan chảy mà cái trứng gà sẽ làm cái vỏ bánh phồng lên các bạn nha. Và mình sẽ cho thằng trứng gà và mình đánh khi nào mình hỗn hợp nó không có lỏng quá, không có đặc quá là ok các bạn nha. Đó. Đặc quá nó sẽ không có nở được, mà lỏng quá nó sẽ màu xẹp các bạn nha. Đó. Ok, và sau khi hỗn hợp bột đã nguội rồi mình sẽ chuẩn bị trứng và mình sẽ đập và mình sẽ cho vào từ từ các bạn nha. Hẳn như ở đây 3 quả trứng mình sẽ chia làm 6 lần các bạn. Đó. Nếu mà thiếu mình sẽ cho thêm đủ trứng nữa các bạn nha. Đó. Tại vì tùy cái quả trứng mình to hay nhỏ nó sẽ ảnh hưởng tới cái hỗn hợp mình đó các bạn. Nên các bạn lưu ý nha, mình sẽ cho vào từng nửa trái nửa trái thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cho trứng rồi các bạn nha. Mình sẽ vừa cho và vừa khuấy đều luôn. Đó, mình sẽ cho phần nửa trước mình khuấy đều lên. Đó, các bạn có thể dùng cái phô nó sẽ dễ hơn các bạn nha. Ok, sau khi mình cho muỗng trứng bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho quả trứng thứ hai bạn nha. Các bạn thấy không, hỗn hợp bột đã mịn lại các bạn, thấy không? Đó. Nó sẽ mịn từ từ đó, khi mà hỗn hợp nó sẽ bớt đặc và sẽ bắt đầu lãng từ từ ra là ok các bạn nha. Đó. Không có lãng quá mà cũng không có đặc quá các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho trái thứ ba bạn các bạn nha. Đó, hỗn hợp bắt đầu nó đã mịn hơn được nữa các bạn, nó đã bóng lên phải không, nó đã loãng hơn rồi đó. Ok, hỗn hợp đã dở mịn các bạn, bây giờ mình sẽ cho vào cái đồ bắt cái túi các bạn, bắt túi hình su que đó, thì mình sẽ sử dụng cái hình mà bắt bông kem thì nó sẽ không phải là chiên làm cái su, nên bạn nào mà mình làm su đẹp thì nên mua cái loại mà đầu bắt su của bạn, nó sẽ bắt su đẹp hơn các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái khay nướng, mũi nướng và mình sẽ cho cái dưới nến lên chơi các bạn nha. Đó, mình sẽ bắt cái hình su que để mình chuẩn bị mình nướng các bạn nha. Đó. Rồi mình với việc bỏ vào cái đồ bông kem các bạn, rồi mình bóp theo hình cái hình đường thẳng ngắn khoảng nha, khoảng tầm 7 cm là ok các bạn nha. Đó, các bạn bắt càng thẳng thì sẽ là càng đẹp nha. Ok, sau khi mình đã bắt hết cái hình su que rồi thì mình sẽ kiểm tra những cái su que nào mình đã có nhọn cái đầu của bạn, mình sẽ dùng nước mình nhúng qua, mình sẽ bóp cái đầu lại nha, để không sẽ bị cháy cái đầu của bạn nha.
Ok, sue sau khi bắt xong mình sẽ chuẩn bị cho vào lò nướng các bạn nha. Thì lò nướng này mình đã mở trước sẵn ở 15 phút rồi các bạn. Ở nhiệt độ là 220 đến 230 độ C các bạn nha. Đó. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ này trong vòng 10 tới 15 phút đầu tiên các bạn nha, để sơ que nó cứng. Sau đó mình sẽ giảm xuống nhiệt độ khoảng tầm 200 đến 210 độ C. Đó, nướng thêm khoảng cỡ 10 phút nữa cho sơ que nó chín hoàn toàn các bạn nha. Tổng thời gian là khoảng tầm từ 20 tới 30 phút các bạn nha. Ok, các bạn xem kìa, sau 15 phút thì bánh đã phồng lên rất đẹp các bạn nha. Bây giờ mình sẽ giảm xuống 10 đến 20 độ C, là khoảng tầm 200 đến 210 độ C các bạn nha. Đó, cho bánh nó ban đầu nó nhiệt độ giảm xuống, nó vẫn giữ nhiệt độ nó thì bánh nó sẽ không có bị sẹp các bạn nha. Nó giảm mà giảm gấp quá nó sẽ bị sẹp các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nướng thêm khoảng 15 phút nữa các bạn nha. Ok, bánh đã dàn tới rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra các bạn nha. Đó, mới vừa chín tới các bạn. Nếu mà nào muốn cho cứng hơn nữa thì có thể để thêm khoảng 5 phút nha. Nó sẽ chuyển qua cái màu vàng, vàng sẫm các bạn. Nó sẽ cứng hơn. Nhưng mình thích ăn kiểu này các bạn, mới chín tới á. Nó sẽ ăn sẽ giòn giòn nhưng mà vẫn còn giữ độ mềm bên trong. Nếu mà khô quá sẽ không ngon các bạn nha. Đó, mình cắt cho các bạn xem thử nha. Đó, rất là ngon các bạn nha. Ok, nhà xem thử nha, đó thấy không, ở ngoài giòn ở trong nó phẳng luộc các bạn nha. Đó, mình đi bơm kem vào là xong các bạn. Ok, và nhân kem trứng mình sẽ sử dụng là một trứng gà các bạn nha. Bạn nào muốn nhiều thì tăng giúp tôi cái nguyên liệu nha. Và 20g đường cùng với 50g với bột riêu các bạn, và cùng với 50 lít sữa tươi các bạn nha. Ở đây chúng ta sẽ có 5 gram bơ cùng với nửa gram muối và 5 gram bột bắp các bạn nha, cùng với là nửa gram vani nữa các bạn nha. Tiếp theo mình chuẩn bị một cái nồi các bạn nha, rồi mình sẽ đập trứng gà vào nồi cùng với vani và bột bắp, và mình sẽ khuấy đều hỗn hợp lên các bạn nha, cùng với một chút sữa tươi đó, để nó dễ lên, dễ khuấy thôi các bạn nha. Tiếp theo thì mình sẽ học lọc hỗn hợp này qua đây các bạn nha, để hỗn hợp được mịn và không có những cái lợn cợn các bạn nha. Đó. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái nồi khác và mình sẽ cho sữa tươi cùng với baking cream vào, mình nấu cho nóng lên, và mình sẽ cho cái muối với đường vào luôn các bạn nha. Mình sẽ nấu khi hỗn hợp này nó tan thì mình sẽ cho hỗn hợp trứng mà đã đánh với bột bắp vào đó các bạn. Đó, mình sẽ khuấy đều hỗn hợp lên. Ok, và khi hỗn hợp đã sạch lại thì mình sẽ cho bơ vào, mình khuấy đều lên là xong các bạn nha. Đó. Nếu mình làm mà có máy đánh trứng á, đánh sẽ mịn hơn các bạn nha, nó và đều đẹp hơn các bạn. Ok, vì sau khi mà kem nó nguội thì mình sẽ cho vào một cái bát hôn kem để mình bắt kem lên cái phần bánh su que các bạn nha. Rồi sau khi cắt cái phần cái bánh su que này mình sẽ cho kem vào là xong các bạn nha. Đó, rất là đơn giản luôn ơi, rất là ngon các bạn nha, tuyệt vời. Hoặc là nếu bạn nào muốn đẹp hơn á, thì mình có thể dùng một cái ống tiêm mà mình cho cái nhân kem vào trong cái ống tiêm á, mình sẽ tiêm vào cái bánh sẽ đẹp hơn các bạn nha. Chứ cái là một cái lỗ nhỏ thôi bên hông cái bánh thôi đó, thì bánh nó sẽ đẹp hơn các bạn nha, bánh mỹ hơn đó. Mình sẽ tiêm vào các bạn nha, các bạn thấy không, bánh nó bắt đầu chuẩn bị nó phồng lên đấy mày. Rất là đẹp luôn, và chỉ có cái lỗ nhỏ thôi đó, rất là hay các bạn nha. Đó, đó, bánh nó phồng lên các bạn, rất là đẹp luôn. Ok, vậy là xong được một mẻ bánh su que tuyệt ngon các bạn ơi, với lớp vỏ bánh giòn giòn bên ngoài, mềm mềm bên trong, hòa cùng lớp su kem trứng gà cực kỳ thơm bé cả nhà ơi. Còn chờ gì mà không mà bếp thưởng thức ngay món bánh su que này nè. Rồi, quý cuối xin chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh su que su kem này nhé. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.